kênh Phụ Nữ Và Gia Đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cua đồng sốt me chua nha. Thì để làm được món này các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là cua đồng. Cua đồng này thì mình sử dụng khoảng tầm 300g. Mình lựa cua nhỏ thôi nha các bạn. Cua nhỏ thì mình làm thì mình sẽ ăn được những cái chân của con cua luôn, rất là ngon. Thì mình sẽ sử dụng thêm bột chiên giòn. Bột chiên giòn ở đây thì mình sử dụng hơn nửa chén, khoảng tầm 2 muỗng đường để làm nước sốt. Rồi một củ hành tây, một quả trứng gà. Thì rau răm để ăn kèm với lại cua. Với lại me. Me này thì để lát mình chắc ra mình lấy cái nước cốt để mình làm nước sốt. Với một ít tỏi với lại là một ít ớt. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế cua nha các bạn. Thì ở đây mình cùng mua cua nguyên con, cho nên là về mình sẽ sơ chế bằng cách là mình bóc cái mai nó ra. Đó là cái yếm bên dưới. Đây là con cua đực nè. Nếu mà cái mai như thế này là con cua đực. Còn những cái con mà nó có cái yếm rộng rộng ở dưới á, thì cái đó là con cua cái nha. Thì thịt nó sẽ không nhiều. Có nghĩa là nếu mà cua đực á thì thịt nó nhiều, còn mà cua cái thì nó sẽ có gạch nhiều nha các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ nó qua một bên. Mình bỏ luôn cái phần này, phần mắt của con cua. Mùa mưa này á, cho nên là cua đồng nó rất là nhiều và cũng không có mắc nữa, cho nên là mình nghĩ là món này là thay đổi khẩu vị cho gia đình là rất là hợp. Thì cua ăn thì nó cũng tốt cho sức khỏe, nó có nhiều canxi á. Cua thì cũng có thể là làm được nhiều món, không phải là ngoài cái món sốt me này thì có thể là băm nhuyễn ra để mà mình nấu canh, canh rau mồng tơi hoặc canh rau đai. Nếu mà mình mua cua sống về các bạn làm thì các bạn nhớ là bỏ vô tủ lạnh cho nó chết trước khi mà mình làm cho nó dễ. Tại vì khi mình làm nó còn cái càng nè, đôi khi nó cắn vô tay nó rất là đau, nó kẹp vô đau lắm. Để mà cái món cua sốt me của mình nó ngon hơn á thì các bạn lưu ý là mình lựa cua nhỏ nhỏ như thế này thôi, để mình sốt nó ngon, nó ngọt thịt con cua, với lại là mình ăn được hết cái phần chân của con cua luôn, mình không có bỏ gì hết. Cua sau khi mà đã lột mai với lại là tách cái yếm nó ra rồi thì mình sẽ cho nó vào một cái tô như thế này nha các bạn. Bây giờ để cho cua của mình nó được sạch hơn trước khi mà mình đem đi chiên giòn á, thì mình sẽ rửa nó qua với lại nước muối. Thì mình sẽ cho vào đây một nhúm muối. Rồi sau đó thì mình đem đi rửa lại với lại nước sạch khoảng 2-3 lần gì đó cho nó sạch nha. Bây giờ với những cái mai này thì nó vẫn còn gạch cua, cho nên là mình sẽ dùng một cái nĩa, hoặc là có thể các bạn lấy muỗng nhỏ. Mình sẽ lấy cái phần gạch này để mình một lát khi mà mình làm nước sốt thì mình cho vào luôn. Thì cái phần gạch cua này ăn nó sẽ béo với lại là nó sẽ ngọt hơn. Cua sau khi mà mình đã rửa sạch rồi các bạn, mình sẽ cho cua vào trong tô. Nhớ là các bạn để cho nó ráo nước nha. Rồi mình sẽ trộn với lại trứng với lại bột chiên giòn cho nó ngấm vào trong cua, rồi sau đó mình sẽ chiên trên chảo. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa chén bột chiên giòn. Mình sẽ cho vào đây một quả trứng. Sau đó các bạn trộn đều cái phần cua này lên cho nó ngấm cái bột chiên giòn với lại trứng nha. Tại vì cua của mình cũng con nhỏ nhỏ mà, cho nên là các bạn trộn nhẹ nhẹ thôi, để cho cua của mình nó không bị gãy mấy cái chân nha. Thì khi mình chiên xong thì món cua sốt me của mình nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ để cho nó ngấm tầm khoảng 10 phút rồi mình sẽ chiên nha các bạn. Trong khi mà chờ đợi thì mình sẽ lấy nước cốt me nha các bạn. Thì mình sẽ cho me vào trong chén. Sau đó mình sẽ sử dụng nước ấm. Thì ở đây mình sử dụng khoảng tầm 2 giá canh nước ấm. Các bạn cứ dầm nhuyễn như thế này thì khoảng tầm 3-4 phút thì cái phần thịt me trong cái quả me này nó cũng ra hết. Với củ hành tây này sau khi mà mình gọt vỏ rồi rửa sạch xong thì các bạn sẽ thái thành múi cao nha. Mình cắt đôi ra rồi sau đó thì mình thành múi cao nhỏ nhỏ. Thì sau đó mình làm trong nước sốt, cho cái nước sốt của mình nó thơm, với lại là cái hành tây này cũng ăn nó cũng ngọt. Mình sẽ cho nó qua một cái dĩa. Tiếp theo là mình sẽ băm nhuyễn cái phần tỏi ớt này để một chút xíu nó mình phi trong cái nước sốt cho nó thơm. Mình
mình có thể thay thế cái phần ớt trái này bằng ớt bột nha các bạn. Với rau răm thì mình sẽ chừa lại một ít để một lát mình trang trí ở bên trên dĩa cua rang men. Còn mình sẽ sử dụng một ít để mình sắc nhuyễn, sau đó mình bỏ vô chung nước sốt. Để ăn cua thì nó sẽ có thơm thêm cái vị của mùi rau răm á. Rau răm nó cũng có vị cay nhẹ nhẹ. Bây giờ thì mình sẽ chiên cua nhé. Thì mình sẽ cho một cái chảo lên trên bếp, chờ nóng chảo thì mình sẽ cho dầu vào. Thì các bạn cho nhiều dầu chút xíu để mình chiên cho cua của mình nó được giòn hơn nha. Dầu trong chảo thì nó cũng đã sôi rồi, mình sẽ cho cua vào nha các bạn. Mình chiên mình rải đều ra, mình đừng có để cho cua nó dính vô nhau. Cua của mình thì bây giờ nó cũng đã vàng một bên rồi, bây giờ mình sẽ trở qua bề còn lại để cho nó vàng hơn nha. Món này thì mình ăn vặt cũng được, mình ăn kèm với cơm nóng cũng ngon. Nói chung là món này rất là dễ ăn. Mình chiên á, các bạn nhớ là trở nhẹ tay thôi, chứ trở mạnh quá thì mấy cái chân của con cua này nó dễ bị xúc ra. Tại vì cua này nó nhỏ mà, nên là rất là dễ bị xúc ra. Mình trở nhẹ tay thôi, cho cái phần bột nó vàng là được rồi. Bây giờ mình sẽ gắp nó ra để làm nước sốt nha. Thơm quá chừng luôn á. Nhìn cái màu cũng rất là hấp dẫn. Tiếp theo là mình sẽ làm nước sốt men nha các bạn. Mình cho tỏi với lại ớt vào xin lên cho nó thơm. Khi mà tỏi với lại ớt của mình đã vàng rồi thì mình sẽ cho cái phần nước sốt men cho vào luôn nha. Mình cho luôn cái phần gạch cua mà lúc nãy mình đã lấy ở trong cái mai cua vô luôn nha các bạn. Khi cái phần nước sốt của mình nó đã sôi lên rồi thì bây giờ mình sẽ cho đường vào luôn. Mình đánh cho cái đường này nó tan ra nha. Mình sẽ cho vào trong cái nước sốt này khoảng tầm một muỗng nước mắm nhỏ nha. Tại vì trong cái phần cua của mình lúc nãy chiên á, thì mình có thấm cái phần bột chiên giòn, thì bột chiên giòn nó cũng có sẵn gia vị rồi. Cho nên là mình nghĩ là cho nó ít thôi, để không là cua mình nó sẽ bị mặn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tây vào luôn nha các bạn. Cái mùi chua á, làm mình thèm ăn luôn á, cái kích thích cái vị giác của mình á. Thơm quá. Trước khi mà mình cho cua vào thì các bạn có thể nêm nếm lại xem là nó có vừa với lại khẩu vị của gia đình mình chưa nha. Rồi mình cho cua vào luôn nha. Rồi, các bạn nhớ là cho vào xong là mình đảo liền tay liền cho nó áo cái phần nước sốt này vô trong cua thôi. Đừng có để lâu quá thì cua mình nó sẽ mềm, tại do có bột ở bên ngoài á, nó sẽ không ngon. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần rau răm cắt nhuyễn này vào trong cái phần cua với lại nước sốt luôn nha. Rồi đảo liền tay. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cua này ra dĩa để thưởng thức nha. Mình đã làm xong món cua đồng sốt me rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn con này. Món này thì các bạn có thể ăn với lại muối tiêu chanh, thêm một chút ớt, hoặc là có thể ăn với tương ớt. Còn nếu mà đã nêm nếm vừa rồi thì mình nghĩ là ăn không cũng ngon rồi. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô. Cua của mình rất là ngọt các bạn, vẫn còn độ giòn dù mình bỏ vô trong sốt me nha. Rất là vừa ăn rồi, nghĩ là cái này ăn không cũng được rồi. Hãy thay đổi khẩu vị cho gia đình mình với món cua sốt me này nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.
Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.